Vâng, xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với Bika Hà Nội Vương quốc Gầm Cao. Và nếu như anh chị em nào đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe siêu lướt thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe bản Premium máy xăng. Đấy, đăng ký 2022 luôn các bạn nhá, form 2022 luôn. Bác nào đang quan tâm thì có thể đến với lại 26 đường Cầu Diễn để có thể trải nghiệm, lái thử và có thể ngắm nhìn chiếc xe này. Đấy, Santa Fe thì các bác có thể thấy từ năm 2022, cuối 2021 đã được trang bị cái hệ thống đây ạ. Toàn bộ là công nghệ giống đèn pha, đèn cốt, được trang bị cái công nghệ hiện đại hơn rất là nhiều so với phong cũ. Camera 360 độ ở phiên bản này cũng là đã được trang bị rồi các bác nhá. Camera 360 độ này, camera cảm biến tiến cũng được trang bị rồi. Cảm biến tiến đã được trang bị rồi các bác nhá. Đây, camera sườn này đã được trang bị rồi. Camera sườn các bác nhá, đã được trang bị rồi. Bản Premium các bác nhá, Premium tức là bản cao cấp ạ. Đấy các bác nhìn này, là bản cao cấp nhất các bác nhá, là bản cao cấp nhất. Bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp với số điện thoại 0965525989. Và nếu bác nào có nhu cầu thì có thể lán lại một chút qua màn nhỏ để có thể quan sát kỹ hơn về chất lượng nhá. Đương nhiên là cái xe này thì sơn đến zin 100% và keo chỉ đương nhiên còn zin 100% luôn các bác nhá. Đây, ghế là chất liệu ghế hai màu luôn các bác nhá. Đấy, chất liệu ghế hai màu. Đây là phiên bản cao cấp nhất rồi. Phiên bản cao cấp nhất thì các bác có thể thấy đây, đã được trang bị cái màn hình hiển thị HUD. Đấy, ghế thì ghế chiếc bên phụ cũng chỉnh điện này. Ở phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì được trang bị cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, và đây chắc các chức năng sấy ghế này, cần số phẳng này các bác nhá, cần số phẳng này, chế độ auto hold này, sấy vô lăng này. Đấy, ở phía này thì đã có, nhìn bên phía người lái á thì đã có cam sườn các bác nhá. Đây có cảnh báo điểm mù đây, cảnh báo điểm mù các bác nhá, cảnh báo điểm mù đã được trang bị rồi các bác nhá. Cảnh báo điểm mù đã được trang bị rồi. Bác nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Cảnh báo điểm mù đã được trang bị. Xe đi có 1 vạn 2 rồi các bác nhá, 1 vạn 2 đấy, hay gọi là 12.622 km. Đây, cảnh báo lệch làn này, cân bằng điện tử này, phanh tay điện tử này, rồi màn hình hiển thị HUD. Đây, chúng tôi sẽ đánh lái cho các bác để có thể xem được cái mẫu xe này. Đây, đây, xi nhan này, xi nhan thì chúng ta sẽ có cái cam sườn luôn các bác nhá. Cam sườn này hiển thị trên cái bảng đồng hồ tablo. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được là đây là phiên bản cao cấp nhất. Còn nhiều khi là các bác mua nhầm ấy, là nếu mà trong trường hợp mà những cái bản đặc biệt ấy thì nó không có cam sườn đâu các bác nhá. Mà có cam sườn thì nó phải hiển thị lên cái màn hình trung tâm này cơ, chứ không phải là màn hình công tơ mét này. Đấy, cái màn hình công tơ mét này với lại ý nghĩa các bác nhá. Đấy, xe này thì các bác có thể thấy thì hiện tại chúng tôi đang linh hoạt, rất là linh hoạt giá. Mặc dù trong hãng thì phải cộng thêm 150 triệu mới có xe, nhưng mà chúng tôi đang chào bán đến mức giá có 1 tỷ 380 triệu đồng thôi. Tức là tiết kiệm được cỡ khoảng tầm 150 triệu so với các bạn mua xe mới. Con nào đang quan tâm thì hãy đến trải nghiệm xe, và giá thì chúng tôi sẽ có những hỗ trợ giá cho các bác để làm sao các bác có thể tiết kiệm được nhất so với các bạn mua xe mới. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.